tưởng để thành lập cái môn này nó cũng đã có Mai Nha từ một vài năm trước, và trên cái nền tảng là phong trào tập luyện và chơi môn triathlon nó khá là rộng khắp, đặc biệt là một số cái câu lạc bộ rất là mạnh. Trong cái quá trình đó đã mạnh dạn trao đổi với những cái người quan tâm đến cái môn này, đều được cái sự ủng hộ rất là nhiệt tình. Đặc biệt cái cơ sở để mà chúng ta bảo vệ được cái ý tưởng đó là một môn Olympic đầu tiên, và ở đây đang quy tụ rất nhiều những cái vận động viên ngoài cái việc là tham dự phong trào. Các bạn đã nhìn thấy có cả những vận động viên của các môn thể thao khác. Sau khi đã thấy cái sức hút của môn này, họ cũng đã bắt đầu mạnh dạn đầu quân sang triathlon, duathlon để tham dự. Ba môn phối hợp, hai môn phối hợp nữa là những môn cân đong đo đếm, nhưng mà điều kiện thi đấu không giống nhau, không phải như là môn kinh chạy ở trong sân là một khoảng sân 400. Những điều kiện đối với khách quan thì tác động ít. Chúng ta biết là thi đấu tại Bà Rịa Vũng Tàu, môi trường biển, môi trường gió, môi trường nắng đấy, sẽ khác với ở Đà Nẵng, sẽ khác với ở Tuần Châu, sẽ khác với ở một vài địa điểm khác nữa. Đấy chính là cái yếu tố mà chúng ta hiểu rằng để có thể lấy được cái chuẩn chung cho tất cả các vận động viên thì vẫn phải có thứ hạng. Tâm bản quan trọng. Đánh giá công tác chuẩn bị cho cái giải rất là tốt. Thì đương nhiên đứng trên các cái góc độ khác thì chắc chắn sẽ có người ý kiến thế này, người ý kiến thế khác. Chúng tôi là những nhà chuyên môn thì chỉ mong sao đạt được cái mức an toàn, cái độ an ninh cao nhất để cho các vận động viên chúng ta khi tham dự không phải vừa chạy vừa nơm nớp, có người cắt ngang, vừa xe máy ô tô cắt ngang được, thì cái đó là cái trong tương lai dần dần chúng tôi sẽ quy chuẩn hóa. Nếu như chúng ta có những giải ở tầm châu lục, khi nghe cái thông tin rằng sẽ thành lập được Liên đoàn Triathlon Việt Nam, sẽ thành lập được đội tuyển tham dự các kỳ đại hội, thì tất cả cộng đồng chơi triathlon và tập luyện theo họ rất là hào hứng. Và đấy, tôi nói thật sự, đấy là một cái mà bản thân chúng tôi là những nhà chuyên môn, những người làm chuyên môn cũng chỉ mong muốn làm sao phong trào phát triển thật mạnh. Ba môn phối hợp và hai môn phối hợp là một môn xã hội hóa toàn bộ trong quá trình tổ chức thi đấu. Bên cạnh đó thì nhà nước sẽ, quản lý nhà nước sẽ hỗ trợ những cái yếu tố, những yêu cầu đòi hỏi. Ví dụ chúng ta hiểu rằng là ngay ở giải này chẳng hạn, đặt một cái môi trường là môn triathlon đăng ký đầu dây thì sẽ phải có lốc đường lại, đúng không? Có các cái an ninh, có các cái nhân viên y tế, có tất cả các thứ, nó huy động toàn bộ lực lượng đó. Thì khi chúng ta tổ chức một giải chính thức nó chẳng hạn là như thế. Với cái nền tảng lực lượng như thế này, tôi cũng nghĩ là chúng ta có huy chương mà có thể có những thành tích cao, đạt được chuẩn của châu Á.